nói chuyện đây mà chuyển qua tới hoạt hình luôn có ghê chứ. Cà với hạt nha. Trời ơi, Quý để đầu Quý lấy đi. Rồi cà đi. Hai con lươn và hai trái dừa. Xong tí xỉu. Miền Tây sẽ nấu món lươn với lá cách. Tại nhà thích ăn cà tím, để cà tím cho nó nha. Thằng nhất là lắm. Bây giờ mình sẽ lặt lá cách để chuẩn bị nấu rồi nha. Lá cách này tâm cho tiền nè. Cho bịch cam hả? Vô là dẫn ra giường luôn, ngoài giường á. Thấy cam, thấy quýt luôn. Không cho về mà. Quần hết cây nhà ta chưa? Chưa. Rồi mới đi được con bà Quý ơi. Cái giường gì? Rồi đó người ta nói giường gì? Giường rộng gì quên này. Tôi có biết nhăn nhò vậy đó, đừng hỏi tôi. Tôi lúa trắc. Rồi tú qua tú ấy đi, tú nội dừa đi. Bây giờ sư đã biết tú sẽ nấu dừa. Nào cái giường này xong hai cái tay tôi yêu nha. Nè. Để gì đâu mà hiếu à. Đó nó bị gà cấm á. Rồi sang qua cái tô bự nè, cái thao bự. Bây giờ đại đầu bếp sẽ dùng cây kéo vàng cắt con lươn ra từng khúc từng khúc. Ủa má lươn này có ớt không má? Thử rồi nấu luôn hả? Lâu mà. Trời ơi. Lạ nhất á, ăn nó lại là lạ nhất á. Hả? Là lươn đồng nè nha các bạn chứ không phải lươn nuôi đâu. Lươn này không ai cho. Lươn này là lươn không ai cho, đắt quá rồi. Không thấy con kỳ nó dễ ăn lươn bò qua bò lại. Lớp đi để dành tiền mua vàng rồi đó nha. Rồi. Đây. Đó. Rồi về qua hả má? Ừ. Giờ cháy sắt chậu với tỏi ớt không? Không. Đó, sư đi tu bây giờ nó cốt. Các bạn phải bỏ miếng nước ấm nha. Đó, bóp. Bỏ thêm tú ơi. Cốt ở đâu đủ? Nhiệt tình quá, bỏ chuyện chút xíu. Đó, giờ nơ cái bếp nhiều mới ngon. Nơ bếp lên hồi rửa cái cán giá. Vì sao hồi tao múc cái thau nước để sẵn riêng ngoài đi. Tôi thích vậy đó. Thích vậy. À, thấy chưa? Dạ muốn sao. Tôi thích vậy đó. À, nó bắn từ lưa. Nó cốt sao đủ. Đủ, như nó được cố đó được rồi lấy cái giảo vô chắc rồi. Dắt qua. Dung 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 hồi dằn đầy mặt tôi đi. Ồ. Không chỉnh đặt sao mà không chảy xuống được luôn á tú. Đó, đầu tiên làm mấy nước cốt nha, dạ cốt các bạn, sau làm mấy cái giảo. Giảo mình xong rồi chín tới luôn mình bỏ nước cốt gì đặt vô. Là nhắc xuống ăn đó. Ừ, con lại xuống dục tú. Phải vậy mới được. Không nói nó chịu không có nổi. Thấy chưa, cũng nấu nữa. Nhắc mạnh tay nó cốt nó mới xuống. Cách đi mấy ngày là cái ông nào ông đi văn á. Đi kéo cá á. Mà kéo lưới mà ở sông á. Con cá nó giỏi, xong mà rách cái lưới luôn. Con tâm nó cá nó có mấy chục à. Ăn cá giải banh cái lưới là biết cỡ nào mà lưới kéo ngoài sông rồi tôi biết bự cỡ nào mà vỗ banh lưới à. Vậy mà nhà hàng ta mua người ta bán rần rần. Người ta làm món thịt sắt phi lê không á. Thì mình về mình phi lê luôn. Phi lê làm tả bánh lùn.
ăn bạ chết nữa. Con cá tôi lộ mấy chục ký, tôi tả bên lù bao nhiêu món. Thì nhà hàng ta bán đông người, bộ bán có người mình mới ăn ha. Còn mình nuôi giờ mình đây đây nè, sao lấy gì mình ăn? Đây mình ăn sao hết ta? À? Ông chia cũng như làng luôn. Ngồi cái làng đó ăn. Tại vì con cá nó quá nhỏ. Rồi tưởng tượng ông đó hả, mà bắt con cá lên chắc con xỉu á. Thì chắc cách lúc cái lối ổng thì lũng thì chán. Ờ, đem lên đấy nó y như cái máy luôn mà. Cái động không đáy luôn. Trời ơi. Nó không được cá còn bị mất cái lưới nữa. Ừ. Lên cái đó cái con à. Ôi, kéo không gắt cái lưới nó giải thôi, banh cái lưới ra luôn mà. Cà lấy hạt nha nha. Trời ơi quý, để tao hồi quý lấy đi. Trời ơi, cà lấy hạt. Tôi lấy chắc tao phê luôn á. Tôi không ăn hạt. Nhưng hồi đừng ăn cà. Không muốn ăn mà phải lấy hạt. Thì tự lấy đi. Lửa đã lên mà bếp chưa thấy. Chú anh chảo chưa thấy. Đây, xuất hiện chảo liền. Cho dầu ăn vào. Chảo chắc nóng rồi đó. Hay quá. Lan tăng hả? Bây giờ tôi sẽ sóc đầu bỏ tỏi lên thải coi lửa bay ngập ngùng coi. Sáng giờ nóng lắm rồi đó, người ta phải thải lên, thải gần họ không có gì ăn. Sáng nay lụ đạn nó quăng ít quá, hết con dâu rồi tới bà già chồng quăng. Thôi mình để cho nó săn nha các bạn, săn để mình ướp tốt con tâm chảo này luôn. Để nó cốt vào. Để nó cốt vào nó ướt. Ừ. Vậy sai thiếu cái công đoạn là bỏ nước cốt chảo vào các bạn. Để là chưa được biết bắt bẻ tôi nữa. Chà, có độ văng nhẹ đấy nha Tú. À, nó nóng nó văng. Thôi đừng có rồi, người ta làm không có văng. Cũng ăn hỏi thì sao rồi nó mới văng nghỉ vậy nè. Rồi bỏ nước cốt được rồi á. Nó giảo. Đây là nó giảo ra. Không phải nó có. Xèo. Dạ còn một lớp cạn hả sao? Sư đồng Tú sẽ uống. Rồi, tôi sẽ tốt. Rồi, uống đi, sư đồng bếp. Uống đi cho gia đình hạnh phúc. Uống đi rồi, cầu ở sau đó ôm. Rồi, đại đồng bếp đi, mà đại đồng bếp. Công nhận hay thiệt chứ. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ muối. Và sau đó là bột ngọt. Không. Không à, không có bột ngọt à. Ý vậy là không có bột ngọt à. Vậy là mình trớt. Không có còn béo nữa đó nha quý vị. À. Rồi, bỏ vô nè, đường thôi. Đó, rồi chúng ta bỏ đường với muối. Vậy là chứ, xong nồi à, âm. Đúng rồi. Âm chứ không có bỏ bột ngọt vô. Vậy là mình sai đó các bạn. Vậy là nay đừng có làm theo cái máy quay nha. Hôm nay có một món làm có hai nguyên liệu. À đặc biệt ai muốn ăn nghệ bỏ nghệ nha. Nhà mình không ăn nghệ nên không bỏ nghệ. Chậm chưa giữ ra sư đồ bếp. Ít nè, ít hao củi. Nói thì không nghe, nhét vô nữa. Ít hao củi, má nói ít hao củi. Ta kêu chậm ít củi để nó hao củi. Quay qua mới dớt ra thêm một cục củi vô nữa. Đại đồ bếp sẽ bỏ cà tới gà vào. Bỏ này luôn hả? Cái này nó chín không sao? Có. Vậy là chín lạng lần. Vậy hay lần vậy má? Vậy con không biết. Các bạn muốn bỏ nó cắt thì là nhiều ăn với nó ngon. Bạn hỏi nó lại còn chút xíu à. Cắt còn chút. Này chừng 10 phút rồi các bạn. Cái nồi này nấu rất là đơn giản. Nhanh. Nó mát nữa. Trời ơi. Trời nó mát lắm. Trời này đang lạnh. Không có ăn mát lắm. Mà ăn nó mát nữa. Trưa nó nắng chết luôn đi con. Trời. Đây, rồi, mình sẽ đậy lại rồi, lâu sẽ dở ra. Đây. Wow, wow. Wow. Đèn điện lên thì dọn ra trước, tôi nói gì nha. Tôi thấy nhà bên kia thì cái không còn gì hết trơn. Thơm quá, trời thơm quá rồi. Dở ra siêu được lại biết ơi. Ồ, khui. Trời ơi. Hai con cá một con lươn. Không có cá ở đây nha. Hai con lươn với bầu với lá cách. Trời ơi, thơm quá rồi thơm luôn. Giờ bỏ nước cốt đậm đặc vô các bạn. Thấy chưa? Ôm chút xíu rồi cái nó tay vào lại còn như đó. Hồi nãy đầy chảo lên không?
quá trời luôn mà giờ còn như đó. Này lấy đũa quậy quậy không má? Không, bè xuống gì con quậy nát ở trên là chín rụt hết thôi, Huy thấy không? Phải không, nãy Huy nó không chín nữa chưa? Nhanh quá. Ừ. Quậy về nhà ăn lên nấu cái này, bởi vì hồi đó má nấu món này không mà. Thì đủ về phải không? Nó lẹ quá, nó làm gì lẹ quá, đủ gì sớm. Thì chi. Ừ. Ngon quá Quý ơi. Má chưa trộn đều hết rồi. Không, mỗi gần động chín là đều hết trơn, này hết trơn nè, cần những đường nước cốt gì nó rã xuống. Vậy chắc cũng cỡ chừng mấy phút nữa để cho nó chín nước nhiều cốt. Nhiều quá thì bị hôi dầu. Lúc dạ nước cốt rồi ra thành dầu, nó vừa sôi sôi lên rồi ăn được. Chứ để đau bụng rồi má. Sôi giờ còn gì đau bụng con. Giờ sư đi bếp sẽ nâu xuống. Ngon quá, thơm quá. Nãy giờ đại là biết làm không có công nơi con mà dở khen nước nở. Trời, giờ múc ra. Không lấy tay đi xúc. Trời ơi, nước cốt nó đặc nè. Không, Quý nó cà không chín thì cà chín mực luôn hết chưa. Linh nó nói chị bỏ vô vậy nó không có tay gì má lấy nó cắt nó. Nó thấy hồng lương nó mềm rồi nè, thấy không Quý? Hồng đuôi đâu thấy. Ngày nay sáng ăn trúng gì rồi, sáng ăn gì chưa? Chưa. Sáng giờ ăn bánh đập luôn. Thôi. Tối ngày sẽ luôn gài phái đòi ăn bánh đập ha. Chắc cũng ghiền bánh đập của Tú lắm rồi. Thôi đập kỳ được rồi. Không nghe lời màu nói. Nghe lời nói. Bà nội nó không nghe. Đã lần tướng một lần rồi, là nghe không đánh rồi. Tha cho nó là mốt rồi, vậy hoài luôn. Đặc sản như các miếng miền Tây nó thương bớt nhé. Rồi, mời cả nhà dùng cơm. Dâu ngồi ghế cao, bà chồng ngồi ghế thấp. Phân biệt ghê vậy. Không, ghế đó ghế vợ Quý. Đừng nói vậy. Phân biệt nha. Ngồi ghế nói dựa. Lớn tuổi rồi phải ngồi ghế dựa. Chứ để ngồi ngồi cao quá té bật rộng mà. Có ngon, có ngon. Rồi câu nào thì sư đại đâu biết cũng nói câu ngon thiệt, ngon thiệt. Cái người quay đây nước miếng nó chả rong 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 rong. Ngon quá. Nè, ngon quá. Ta chả tiền riêu. Nè, béo quá. Hai cái nách Tú có bị giật chưa? Đó, đó. Ồ, vậy hả? Ồ, ơi. Nó này là ngon lắm đó chị. Ngon thật chứ. Thôi, ở xa xa nhà mình có một quả mít. Mít đó trái nó bự quá. Bằng trái dừa khô. Mít đó tầm 1kg à. À vậy hơn. Mít người ta mười mấy ký, 20kg, còn mít mình chừng 1kg mấy. Không má ăn cà không được. Miếng thôi. Cho má ăn ra cắt thôi. Cắt cho má. Tốt rồi, mà thử thôi. Má ăn nhiều quá mới bị ấy đó, nhức đó. Rồi, ngon quá, ngon quá. Ồ, ngon quá, ngon quá. Ờ, giờ 2 giờ giật nè. Ngon hơn mình nướng á. Dạ ngon, mềm. Biết sao không? Béo. Nó béo quá. Ngon mình nướng á. Đang chút xíu.